Đây là wow. Trời ơi, mình thấy bốn cái luôn. Đây 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 đây. Đây nè, mình sẽ hí ra cho các bạn xem, nó nằm một dọc xuống luôn đây. Đây nè. Xuống đây cái nữa nè. Wow. Xếp hàng nè, từ trên xuống dưới nè, nhảy xuống đây cái nữa nè. Đây nè các bạn. Wow. Đã không? Quay lại cho các bạn xem nè, từ trên nè đi một hàng đi xuống dưới luôn nè. Quá đẹp luôn. Wow, dưới kia nữa. Hay da, để mình đi vòng xuống đây cái đi. À, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình với mấy anh em mình tiếp tục vào rừng đi ra tìm nấm tùng nhung các bạn. Hôm nay thì có hai chồng đứa em thứ năm với thứ sáu đi cao chơi. Đại gia đình của mình hôm nay đi vào rừng tìm nấm các bạn. Có hai chồng đậu nữa. Hai chồng đậu thì bữa nay ngủ về trễ, tại hôm qua đi về tối mệt quá cho nên sáng ngày dậy sớm không nổi, cho nên đang trên đường đi ra. Đó, thì buổi sáng mình mới vừa đi vào. Đây, mời các bạn theo dõi mình nha, đi tìm nấm. Đây, hôm nay có nguyên một đoàn đi hái nấm đây. Bữa nay có hai đứa em đi theo chơi các bạn, hai chồng đứa em thứ năm với thứ sáu của mình. Đó, hôm nay nó đi theo chơi thôi. Đây, mới sáng ra thấy trời mưa râm râm rồi, mình mới vừa vô đi trên đây cái mình gặp cái nấm đầu tiên nó lòi lên rồi nè các bạn. Đây nè, chỗ này hơi ẩm cái nấm này. Chỗ này thì nó lên rải rác thôi, không nó hơi ẩm, nó lưa thưa với nó bị ướt nhiều quá, chỗ này hơi ẩm nhưng mà nấm cũng còn bóp rất là đẹp các bạn. Ồ, mình thấy đây nữa nè, đây cái bự to đén nè, lòi lên nè các bạn. Đây nè, được hai cái ha. Đây một cái nữa, mới sáng vô mở hàng các bạn. Mấy người kia không biết đi đâu rồi. Đây mình được hai cái. Lắp đất lại, mình nghĩ vòng vòng đây còn có mình nhìn xung quanh coi, chỗ này thì đất bằng phẳng, đi nó không có mệt đâu bạn, đi không có mệt các bạn, nhưng mà nấm thì nó nằm rải rác thôi chứ không có ổ như mấy chỗ kia. Mấy đứa kia đi đâu không biết rồi. Giờ mình ăn ở chỗ cái dốc cái dốc đồi kìa, rồi mình hái các bạn. Chỗ này lần rồi mình hái cũng bọn à. Giờ mình trở lại thăm coi không biết có ai đi qua chưa. Chắc là qua hai chồng đậu đi qua rồi quá. Đây mình lên lại xem coi còn gì không. Chỗ này thì cái dốc nó đứng sững rồi khó lên lắm. Từ cái ô mình thấy con cái từ này nè. Wow, nằm lên cái dốc nè. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây nè. Ồ, đó. Đó. Wow, cái này làm sao trèo lên đây.
mấy dốc này thẳng đứng cho nên ít có ai trèo ngang đây lắm, trừ khi mình thấy nấm mình mới lên thôi. Bây giờ nó không có tụt ra, cái nấm còn búp á. Ngay chỗ này kìa, lần nào mình trở lại cũng hái được vài cái ở đây hết nè. Wow, cái này còn như cái bánh bao luôn các bạn. Wow, hay nè, khóc luôn không. À, các bạn nhìn thấy ra cái dốc nó chuối không, ở dưới là cái kẻ suối mà không có nước chảy. Để mình dán mình leo lên trên đó coi có gì trên đó không. Thì mình gần đó mé trước nè, mình thấy nó lòi lên nè. Ê, mấy người kia không biết đi đâu rồi. Không biết có tìm được nhiều không. Hai vợ chồng thua con nông dân cũng không biết đi đâu. Đây mình đi lên đó, mình dạo trên đó coi. Dốc này thẳng đứng quá, khó trèo, tay mình cầm máy nè. Cho nên lên rất là khó. Thế này có một cái nữa nè. Phải nữa không? Chắc nó quá. Đấy, mà nhìn thấy à, chuối thẳng xuống đứng nè. Nhìn không có tay dựng đi. Đi là nó tụt luôn á. Cái này nấm sữa các bạn. Phải. Trên kia mình thấy cả, thấy như nó lội trên đó mấy cái rồi, để mình leo lên đó. Xong cái đây nữa nè. Trời ơi. Chỗ này là lần nào mình lại cũng gặp hết nè các bạn. Đây nè. Đứng xa xa nhìn thấy nè. Đó. Ok, đấy mình leo lên trên đó. Làm sao leo lên đây. Tay á. Làm cái cây này ít lên. Ây da. Trèo lên có một cái nắm mà tụt xuống à. Đây. Đây nè, nắm hai cái luôn. Đây nè các bạn. Còn búp. Khu này thì cũng còn búp ngon nhưng mà nó hơi ẩm. Thằng nào đâu mày, lên chưa? Đang ở với ngay chỗ kè suối nè. Chỗ này tìm được mấy cái nè. Hai. Phủi bỏ vào. Đó, mình thấy trên đó. Nó lội trên đó mấy cái nè các bạn. Mày nó lớn rồi chưa? Nó còn ở dưới đất luôn bạn. Thì có cái dòm thấy nó u á. Phải khởi nó lên. Nhầm cây thì nó lú lên he. Mà phải đi từ ở dưới dốc dòm lên á. Mày thấy nó. Nấm này phải có kinh nghiệm mới nhìn thấy nó dễ các bạn. Mấy thế em mình nó không có đi cho nên nãy giờ nó không có tìm được cái nào hết. Hai chồng nông dân thì mình hồi nãy mình xem nó muốn đầy rổ rồi, không có kinh nghiệm thì nhìn không thấy. Đây nè, cái này nó lồi lên nè ha. Đi chậm luôn nè. Chỗ này lá nhiều khó thấy chứ mấy cái nào nó lồi lên nữa chứ. Giờ mới thấy nhưng mà không thấy nữa. Đó các bạn.
cây nhiều quá. Đấy, mình đi dạo xung quanh cây còn không. Như mình thấy này có cái nấm mồn gà nè. Trơn trật, trơn trật. Đây nè. Nấm mồn gà trắng các bạn. Không còn ok. Này nãy giờ mình cho hai đứa em mình đi. Nó ăn nấm này được, nấm tùng nhung nó ăn kìa rồi nó bị dị ứng. Cho nên không dám ăn các bạn. Được, cái này mình nói cho mình xem. Mày lên chưa? Đang còn ở dưới me suối. Nó bị dị ứng. Đây có cái nấm ra nè. Nấm mồn gà năm nay không thấy nhiều. Đi là thở. Rồi lên tới đây. Mệt rồi. Mai là con cái nó lú lên không phải nó ăn đây. Thì ăn lại đây. Sới nó lên đây. Nó đâu lên chưa? Nó ra cái nấm sữa. Wow. Nó các bạn, nấm tùng nhung thắng nổ ha. Thắng hơn đấy. Nằm rải rác chứ không có nằm ổ. Nãy giờ mình đi không gặp ổ. Mấy còn không. Mình thấy một con cái lú này. Một xíu rất là khó thấy nha. Sáng mắt bây giờ thấy các bạn đã nhẹ ra chút xíu rồi ha. Đây, cái này con non. U đây cái nữa. Đây là cái này. Chỉ u cái mình moi nó lên thôi. Ây da. Không lắc gãy rồi. Đúng á. Đặt tính cái này. Bánh y da. Móc sống với cái này. Địch góc. Thiệt. Thì cái góc này cũng là nửa cái nóng đó các bạn. Này dẫm đất xong rồi. Còn lại đi. Được 2 cái ha. Nên cái này cũng được 3 cái. U nó chưa có trội ra. Mình không thấy. Mình nghĩ nha. Chừng cầu mình ngôi nó lên thôi. Ê, xem cái nó còn không rồi. Nó u chỗ này nè. Nhiều khi nó nằm ngay ổ trong cái chừng. Đây nè, mình thấy u này nữa nè. Wow. Wow, cái này u cái mình xới đất lên cái lòi ra cái các bạn. À, thiệt á. Đây nè. Nấm to luôn. Wow. Wow. Đây cái nữa. Đập ổ. Đập ổ các bạn. 3 cái. Coi cái nào nó u nữa không. Mình trả lên mình nhổ luôn. Đây nè, cái này cũng có u nữa nè. Mũ này không có. Đây nè.
Ô nè. Wow. Wow. Khen quá rồi. Đây nè các bạn. Ồ, cái này là nãy mình thấy cái này thôi đó. Coi trong đây nó còn. Ai giờ mình nhỏ thôi các bạn. Đây nè. Đấy. Nhưng mà bốc trắng nõn luôn các bạn. Một cây nữa. Đây, sửa lại. Cái này ngon nè các bạn. To. Và ăn thích. Đấy. Cái này nó đi nó gần lại đi đang môi môi cái cặp u cái mình cào lên cái nữa nè thì không được một cái nữa còn à xem nó có u chỗ nào nữa không đây nè ổ chỗ này không là được còn như đó rồi đó các bạn đi xuống mấy dưới mình dòm lên chỗ nào ú ú mình chấm nó coi quan sát kỹ lưỡng này chỗ nào ú đây chỗ này ú không không có chỗ này ú cũng không có chắc hết rồi hết rồi chỗ này hên đẹp ha sơ sơ lại đây cũng được à sơ sơ cũng được như đây nè các bạn này bỏ vào vỏ đi bảo không ây dạ vỏ mình nó càng ngày nó càng nặng rồi đó ui mấy cái này trắng bốc à hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu cái bảy cái ở này được bảy cái này bảy cái các bạn đây thì xong mình tìm tiếp đây nữa này các bạn ơi u u nữa đây dạ đây nè đây nè các bạn cái này trắng nõn ha lá cây đó phủ con này nó chưa có trồi lên cho nên là nó cũng khó thấy lắm tại vì lá cây dày quá ô thằng kia mình thấy đó nó mình đứng ở đây mình nhìn thằng kia thấy con cái nè để mình đi qua đó, xa xa đấy các bạn chỗ này cũng có người môi hết rồi đó, mình đứng bên kia mình dòm thấy xa xa nó có
lội lên một cái trắng nõn à. Chỗ này cũng có người ta môi qua rồi nè, chắc để môi còn sót. Đây mình lên mình hái cái cây. Hai cái luôn. Mình nhận thấy hai cái luôn. Đó, trên kia một cái nữa, này kia đá một cái nữa, đó một cái nữa ha. Đây nè. Ây da, đây mình kéo lên. Đây nè các bạn. Ây da, trời quay không thấy trời. Đây nè, nhìn thấy rồi nè các bạn. Đây rồi, lên một cái nè, cái này lú lên. Mình dọn trên đây cái có một cái nữa. Đâu vậy, nằm ngay kẻ đá. Trên kia một cái nữa các bạn ơi. Đó, trên ở dưới cái gốc cây mình nhìn thấy đó. Không, đây nè. Wow, nó đổi cái gốc cây lên luôn nè, phải không? Đúng rồi. Đây một cái nữa nè. Này cái cục đá ha, hai cái nằm trong cục đá luôn. Wow. Nằm trước cái kẹt. Đây nè. Nhảo ra, cái này cũng ngon ạ. Cái gửi cái cục đá này luôn. Nằm ngay bên cục đá. Ôi, hai cái ha. Bỏ cục đá lại gì thì cũ đi. Cái này nữa, cái này thì dù rồi. Cái bên kia cái nữa, bốn cái các bạn. Đó, ba cái ha. Đây mình coi xung quanh đây coi. Thấy nó còn. Nghĩ nó còn á. Đây, đem bỏ vào giỏ trước đây thì mình trở lại mình tìm. Dạ. Trên trạc thì một cái là lăn cua đèo xuống dưới đó luôn các bạn, không còn nắm luôn. Đây những cái chỗ này nữa nè ha. Chỗ này được bốn cái chỗ nữa. Đây, bỏ vào giỏ, tìm tiếp. Đây, mình đi xuống kia mình lấy cái ba lô của mình ở dưới lên. Mình bỏ chứ không có ai dưới, sợ người ta đi ngang cái người ta lên mất tiêu luôn. Mình trở lên đây cái mình tìm tiếp. Chỗ này nó cũng còn sót. Mình đi vòng vòng chút nữa. Ui dạ, đây có nè. Đang mình đi xuống. Xuống đây gặp nữa nè các bạn. Đây, ghé lại. Hái luôn. Đây nè các bạn. Không. Đây rồi. Đây nè. Hái ghé nè ha. Trên đây mình thấy hở nữa nè. Phải. Này lụm luôn. Wow, mấy cái này còn tươi ngon ạ. Trên nè, ba cái luôn ha. Wow.
Ai, người kia đi đâu mất hết rồi, mà đây mình lượm mình hai cái. Cái này sâu ha. Cái này sâu. Chịu khó lắc nữa không cái đứt ngang. Cái này hơi sâu, mình phải môi đất lên các bạn. Nằm trong cặt đá nó làm gì nó cứng. Đây nè, ba cái ủ nụ luôn. À, thấy mày không? Rồi, mình lắp đất lại đi. Được ba cái nữa. Bên kia nè. Nãy mình bỏ xuống cái, mình trở lại đây. Đây nè. Khu này chắc coi cũng còn nhiều ha. Lú lên nữa nè. Dưới mình dòm lên mình thấy nó dễ hơn. Cái này nhỏ thôi. Cái này nở rồi. Thơm phức. Mấy cái nở rồi, thích thử nó luôn. Nhỏ nhưng mà thơm ha. Đây. Được 3 cái, 4 cái các bạn. Đây nè. Bỏ vào. Rồi. Mình đi tiếp. Wow. Ông mặt trời lên rồi. Có mặt trời lên cái nó có nắng nhìn nó sáng đỡ cho mình. Trong rừng ấm u ấy, không thấy đường các bạn. Đây, nãy mình xuống đây mình lấy cái ba lô mình lên coi. Đang đi xuống lấy mà cứ nắm nó cản đường. Phải chịu khó ngồi lại hai các bạn. Gặp thách chưa? Chưa, anh hai chắc đi đâu rồi? Chắc là chỗ khác chứ không phải chỗ này đâu. Ở bên đây còn nè. Mình thấy đây con cái rồi. Thấy là đợi đây. Hả? Mày biết mà chắc mày đi xuống này cái đi qua. Ý mày đi xuống đi là qua đây gặp tao gì? Tao như tao nghe tiếng mày bên bản á. À đây nè các bạn. Sao vậy? Đây nè. Ê, lòi lên một cái. Đây 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 nè. Cái vậy tìm bản đi. Bên đây còn. Đây nè. Này là cái chỗ này nữa là mấy đứa em mà nó lên nó dạo và nó không có. Mình lên mình gặp. Giống như nó đi không có kinh nghiệm. Cho nên nhìn không thấy các bạn. Mình lên nãy giờ đây mình cũng bận rồi đó. Này, chỗ này thì nó hơi như đây nữa nè. Này trang trạc ha. Wow, đây nữa. Sao vậy? Cái này bị thúi rồi. Này bị thúi rồi. Đây nè. Đây nè các bạn. Ây da. Ây ha. Hai cái luôn. Wow. Vậy đó. Cái này cũng sâu điếng ạ. Wow, ủ nụ luôn. Hàng nhất nha các bạn. Đấy không. Đấy, cái này nữa. Này. Chỗ này cái dốc đồi đồi nó lú lú lên. Mình đi ở dưới mình dòm lên cái nó dễ thấy hơn. Đây, ba cái đây. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Trời ơi, cái này nó trồi lên thấy quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Ây da. Mình bỏ ba cái này xuống đi. Đây là wow.
Thôi ơi, mình thấy bốn cái luôn. Đây 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 đây. Đây nè, mình sẽ hí ra cho các bạn xem, nó nằm một dọc xuống luôn đây. Đây nè. Xuống đây cái nữa nè. Wow. Xếp hàng nè, từ trên xuống dưới nè, nhảy xuống đây cái nữa nè. Đây nè các bạn. Wow. Đã không? Quay lại cho các bạn xem nè, từ trên nè đi một hàng đi xuống dưới luôn nè. Quá đẹp luôn. Wow, dưới kia nữa. Hey, yeah, để mình đi vòng xuống đây cái đi. Oh my god. Sao mà tối nay mình êm quá trời đây. Mình môi cái này lên cái luôn. Rồi mình đi nhổ. À, dưới đây không biết nó có xếp hàng nữa không. Đây nè các bạn. Cái này lòi lú lên ha. Wow. Hai cái. Come on. Sàng xuống đây. À, từ ở trên nó xếp hàng xuống nè. Nhìn quá hấp dẫn nha các bạn. Thôi mình nhổ đi, mình nhổ hai cái này dưới. Rồi mình chạy lên trên. Đã không? Buông đây, mình đã đi qua đây ngang rồi mà nó không có cái gì hết. Không biết nó đang tìm cái gì. Đã biết. Nghĩ mình cắm trại đây một chút đi, mình đi vòng vòng cái. Mình sẽ tìm tiếp. Rồi lên đây mình xới cái ổ. Yeah. Hay. Cho nó xếp hàng. Đây, giờ mình làm việc mấy cậu này đi. Rồi, mình nhổ mấy em này lên. Ây da. Mấy đứa kia đi đâu hết rồi. Ê, không ai giúp mình nhổ hết. Đây nè. Đó thiệt. Đi gặp ổ vậy mới sướng nè. Wow. Ôi, không có ông Thu Lò Mo ở đây. Bự hơn ổng luôn nè các bạn. Cái này là chừng 2 cái, 3 cái là đủ 1 pound rồi. Này nữa. Tưởng đâu dưới 1 cái nữa chứ. Cái gốc nó ăn vô. Đây cái này chứ, một cái còn nhỏ thôi, mình đã dành lại các bạn. Nhỏ. Thấy về cái nó héo lại còn nhỏ xíu à. Wow. Trắng nõn luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Mình này, chừa cái nhỏ nó lại đi. Mà có cái lớn. Mình lại tiếp. Wow. Lắc mấy cái này riết rung tay luôn các bạn. Đã quá trời. Cái này thì nó hơi nở rồi. Này là mấy cái chỗ này à, không có chân dài ha. Nó ú ú vậy không các bạn. Đây cái nữa, trời ơi. Đây cái nữa. Cái này còn nhỏ, để dành lại đi. Nằm nguyên một đường luôn. Xíu nữa là mình bỏ sót rồi đó. Wow.
dưới đây rễ cây nó ăn ngang á, cho nên nó cứng, mình phải lắc chút xíu chứ không là nó này. Vừa hai em nhỏ lại, mình chờ nó lên đây đi. Wow, úp. À, đã không? Thì mình đi xung quanh mình coi nữa coi, rồi mình sẽ cho nó vào vỏ. Nhổ mấy cái này mệt các bạn. Bên đó hay được mấy cái rồi bên đó. Chứ mặt mày không biết cách tìm á. Tìm chỗ nào có một cái dòm vòng vòng cái nó u á. Đây nè, thấy trên đây một cái nữa nè. Đây kìa. Này mày có nói nhiều chứ sao? Đây nè. Cái này nóng độc các bạn. Phải. Đây nó lội lên cái đống luôn rồi, đi làm sao không thấy kìa. Thì ở dưới nguyên cái dòng lên đây luôn á. Còn á, cái khu này khó thấy lắm. Đi kiếm nhìn kỹ. Thấy đây nó lội lên nữa nè. Chắc nấm trắng. Nó nhu nhu lên cái môi đất lên nè. Sữa. Bên đó kỳ rồi, nó cũng hái nhiều lắm. Chút ta qua ta lại ạ. Các bạn biết cách kiếm rồi. Đây, tìm được cái nữa nè. Mình phải kết. Gì? Bự dễ sợ luôn không? Wow. Gì? Oh my goodness. Cái tìm không xem? Gì? How do you see that? You have to stay from the bottom and look up. You can look around and maybe maybe this surrounding too. Wow, cause you have to get used to. Yep. Nó để ta tìm được đó nè. Xuyên đứng ngay cho đó luôn, không thấy. No, you called me over. See, you smell it? Wow, đã thiệt. Wow, these are nice. Yeah, see? Nó không biết cách tìm rồi. Đây, thấy không? Phủ đất lại. Úp. Ở dưới dầm lên á, nó u có khi nó nứt lên ha. Đây, nãy giờ mình lại chỗ này không tìm được ổ luôn nè các bạn, nhìn thấy đã không? À, thêm được hai cái nữa nè. Wow, thấy mê không? Giờ mình bỏ vô vỏ thôi. Đây, mấy người kia bây giờ không biết đang ở đâu các bạn. Mình bây giờ mình nằm mình đi vòng vòng cái dốc đồi này không mà mình cũng tìm được cũng bổn các bạn. Đó, thì cái video này mình nghĩ hôm nay nó dài rồi cho nên mình sẽ tạm ngưng ở đây.
xong rồi mình sẽ đi qua cái ngọn đồi khác, mình tiếp tục cuộc hành trình tìm nấm hôm nay các bạn. Đây hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem coi mình thu hoạch hôm nay được bao nhiêu ha. Đó, thì mình được cũng bổng các bạn, cũng nặng cân lắm ạ. Thấy cũng được nửa cái vỏ sách này của mình đó các bạn. Mình nghĩ chắc cũng gần cả chục pound có ạ. Thêm đây một mớ nữa nè. Giờ mình sẽ bỏ nó vào bọc rồi mình đem xuống xe rồi mình đi qua cái ngọn núi khác mình tìm các bạn. Mang theo nhiều quá thì nó nặng đi, nó mệt. Chỗ này không cũng mười mấy cái nha các bạn. Đây, mình hẹn các bạn tới ngọn đồi kế tiếp, mình sẽ tiếp tục đi tìm nấm. Còn hai vợ chồng ông nông dân không biết giờ này ở đâu. Hồi nãy mình vô là gặp ở khúc ngoài rồi, đi một hồi là tản lạc, giờ không biết ở đâu. Thôi, giờ mình xin chào các bạn nha.